Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Gì đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy cho mình một like nha, một cái comment và mình chia sẻ. Nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay nữa thôi. Thì tôi vẫn tiếp tục là đi lấy thêm đủ coin thôi. Chỉ quan tâm đến coin, không cần quan tâm bất kỳ một cái gì linh tinh vớ vẩn khác anh em nhá. Bây giờ vấn đề đang kiếm đủ 5 cái quả dứa để cho xong cái nhiệm vụ đi đã. Chuối thì quá nhiều rồi anh em ạ, nên tôi sẽ chuyển qua cái này là cái quên mất tên rồi. À đây ok, xong rồi, như dứa cũng xong rồi. Dứa cũng xong rồi anh em nhá. Rồi. Chúng ta hình như cũng xong nhiệm vụ ở đây rồi thì phải. 250 grid coin ha. Ở thêm được cái đùi gà kìa. Phải đạn. Một quả, hai quả. À tôi có một con rồng heroic có thể review cho anh em được. Con Colosseum này thì thôi. Ném. Đó, 180, như vậy là ta xong cái nhiệm vụ này rồi nhé. Nhiệm vụ đầu tiên đã xong này. Breeding Electric hoặc là Hatching CLI 3 quả. Breeding Electric thì rất là dễ rồi anh em nhá. Mình cần ấn vào đây này, tìm cái Electric Dragon ha. Electric đây. Một con hệ Electric bất kỳ thôi. Hoặc là rồi kết hợp với một con Flame loại thường là xong. Đấy, hai con này là hợp lý nhỉ. Lấy thêm coin thôi. Xong rồi ném đây, vứt đây đã. Hình như là lấy food đúng không? Có một nhiệm vụ lấy food đúng không? Đấy, tôi nói có mà. Win League và cho thú ăn khoảng 30.000. Ok, đấy, hôm nay review luôn con rồng này. Review con rồng Heroic này luôn anh em ạ. Đó chính là con High Sweeper, con rồng gì nhỉ? Chúng ta gọi đây là con Bạch Tuộc anh em ạ. Con này thì trước tôi đua bị xịt anh em ạ, nên hôm nay mới có thể review cho anh em đây. Đây là dạng mồi của con rồng Bạch Tuộc à. Rồng thủy quái Kraken à. Rất là đẹp đấy. Hai Whisper Ray Dragon à. Ok. Level 5 6 7. Anh em muốn đặt tên nó là gì thì hãy comment ý kiến xuống phía dưới nhé. 9 này. 10. Đây. Em thấy rất đẹp chưa? Con này nó ở trên cổ nó có một cái dây chuyền hình con mắt anh em ạ, khá là dị. Nó giống như kiểu là ma vương anh em ạ. Ma vương Piccolo. Là đại ma vương dưới địa ngục gì đấy. Hai quả cánh rơi quỷ, đầu có sừng quỷ đấy, xong rồi có giáp cầu vai, thắt lưng, hai tay bị tuộc đấy, dị vãi chưởng luôn. Rồi chúng ta sẽ cho lên tầm khoảng 30 nha anh em ơi, tại vì mình đang có khá nhiều phút, mình đang có 52,6 m phút thôi. Mình cho 30 luôn để đi test tủng các kiểu cho dễ anh em ơi. Đó, cho 30 đi, đằng nào là phút cũng rất là nhiều anh em, khá là thoải mái. 29 này và 30, ok, xong rồi nhá. Chúng ta đã có tầm khoảng 30. Bên này mình sẽ claim này. Chúng ta sẽ tiếp tục win cái em. Chúng ta sẽ win quest anh em ạ. Đây. Festival fest đấy, ok nha. Rồi anh em ơi, Keiko Dragon à. Rồi, chúng ta sẽ có một cái chiêu cú đấm siêu mạnh kiểu dạng vậy. Đấm phát nữa này, 16.430 máu. Ô sao mình không để mấy con kia nó luyện anh em, ví dụ Bushido thứ này, chém chắc hai phát là toang. Bushido mình rất thích con kiếm sĩ này anh em ạ. Kiếm sĩ này đẹp dã man luôn, bắt mình win cái leech quest đúng không anh em. Xong ai có rồi đây. Win League Battle này, bây giờ mình Win League này. Có ngay bạn ơi. À, đang định test con đấy nhở, đang định test con mới nè, quên mất. Con rồng High Sweeper đúng không anh em. Có đánh xong cái này ra, xong rồi tính sau. Rồng ánh sáng ạ. Con này có tay từ ánh sáng anh em nhá. Con này 72.443 máu. Ok. Con này là 67.613. Thêm đấm nữa này. Xong ngay. Khá dễ dàng anh em nhỉ. Rồi chúng ta sẽ lấy cái coin ở bên này. Claim. Chúng ta sẽ có Win Buster Arena. Tiếp tục là Buster Arena anh em ạ. Nhanh thôi. Mấy nhiệm vụ này khá đơn giản đối với mình anh em ơi. Nhưng mình vẫn chưa test được cái con kia mới kìa. Khi nào hết phút thôi. Chứ coi thì đầy này. Coi cũng đống. 70.000 máu. Wow. 10.000 mấy trăm à. Một đòn.
Hai đòn. Ý, khỏe chưa? Hai cholesterol. Hai cholesterol. Ui, cẩn thận chết nha anh em ơi. Con rồng khá trâu. Nhưng mà chúng ta vẫn hạ nó rồi anh em nha. Rồi, chúng ta sẽ có là 9 trên 20 điểm này. Và mình lại lấy thêm được cái điểm bên này. Tôi đang có bao nhiêu điểm? 67 điểm à? 67 điểm thì chơi một tí là hết thôi anh em ạ. Collect gold. Cho thú ăn khoảng 25.000. Cho con 2 sweeper hoặc mấy con ở trong này này. Bushido. Bushido lúc nào cũng sẵn sàng để được ăn anh em ạ. Đấy. Quá đơn giản nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ win quest. À đây rồi, để tôi test luôn con mới cho anh em nhá. Đằng nào cũng chỉ có 2 quest thôi. Buster này. Đấy, mình sẽ để là con 2GH 2 sweeper. Ồ. Nó level 30 anh em ạ. Nó chắc dưới thôi. 40 hết rồi. Đâu nhỉ? Hai Reborn, Elsa, hai Kiko, hai Nebula. Đâu ta? Heroic, cỗ máy hủy diệt. Đây rồi. Mãi mới thấy là cái con mãi mới thấy con này anh em. Đó chính là con rồng rồng ấy anh em. Đây là rồng đấy, nhìn xem nó đấm cho một phát này. Quẻ phết à nhỉ. Yeah. Vụt 21.000 máu à. Mọc vào đây bọn 2 sao chứ không phải yếu đâu. Nó phải đấy khác hệ anh em ạ. Đấy khác hệ thôi. Còn không khác hệ thì đấm mà không chết. Con này ai khác hệ không? Chúng ta có khác hệ anh em ơi. Nhưng mình sẽ đánh con này trước. Xong dùng con kia đấm một phát nữa là xong. Ui Bushido chết luôn anh em ạ. Rồi. Lên rank đi bạn ơi. Lên rank hộ tôi cái. Một cái hòm. Để tiến tới lấy con mèo ha. Claim này. Rồi anh em. Nhiệm vụ chúng ta cũng xong rồi. Hoàn thành trong cái quest này. Đó. Rất là nhiều thứ. Collect gold tiếp ạ. Quest bây giờ hết rồi nha anh em. Collect gold. Rồi, chúng ta sẽ cho thú ăn khoảng 35.000. 35.000. Bushido thôi. Vẫn tiếp tục có Bushido. Bây giờ là nó sẽ là 80 mấy nghìn cho một lần ăn rồi anh em. Nhưng mà bây giờ làm quét thì là hết nha. Win quét thì phải đợi nha. Collect food 10.000. Quá là đơn giản. Một cái lấy food mình là 20 mấy ngàn cơ. Win League Battle 2 trận. Rồi, thì sẽ chơi sau đi. Bây giờ ta tập trung cái này để đánh lấy nốt cái quả này á. Rồi sao cho lấy được con Ginger Breeze. Nhìn khá là buồn cười anh em ạ. Ginger Breeze à, có 4 này. Có 4 thì dù nó không phải vào bất kỳ một cái gì cả nên mình vẫn ăn thế thôi. Có đâu là cho tập trung ăn cái quả berry này ha. Lại 4 này, cứ có 4 là ăn được. Đây rồi, sao kiếm hợp bích đấy phải thế chứ. Úi rồi nổ luôn ạ. Ui, nổ nhiều ấy nhờ. Ui, hòm lai 212.000. Bây giờ ăn cái nào đây? Ăn cái 4 đi, ăn cái 4 trước đi anh em. Ở đây bây giờ sẽ kết hợp hai cái ô này với nhau là đẹp. Ui, nó thay đổi một cái rồi. Thay đổi một cái ô như thế này thì nó khó phết cho mình đây. Tự nhiên nó thay đổi thành ra mình hơi bị dở hơi anh em ạ. Hơi dở, bị dở hơi một tí rồi. Không sao, vẫn đánh được. Vẫn chiến được. Bây giờ ăn tập trung berry rồi. Chả tập trung cái gì ạ? Ui cái này có tấp sóc có cái năm này. Cố gắng cho cái năm xuống. Thế nó không xuống được này. Ui đen thế nhờ. Làm nào để nó xuống đẹp bây giờ. Khó quá nhỉ. Không xuống được luôn này. Xuống được mắt. Đâu, chịu rồi. Cái đấy là chịu rồi. Cái đấy là bó tay chấm com rồi anh em ạ. Berry đâu, tập trung berry. Nhưng mà không có berry thì ta sẽ chuyển qua cái khác nhá. Chuyển qua cái nào 4, cái nào 3 gì đấy. Cái nào nó có thể ăn được nhiều nhất có thể. Đây, tôi đang lấy mấy cái lá hoặc là mấy cái
quả cà chua. Đấy. Cái này thấy nó hợp lý hơn. Cà chua trước đi, vì cà chua đang thiếu khá nhiều. Trong khi đó lá thì cũng khá nhiều rồi. Ăn bớt hoa đây rồi. Chúng ta đã lại có thêm mấy rồi. Được mỗi một cái. Ít quá nhỉ. Bây giờ đang khan hiếm. Khan hiếm dã man luôn. Hoa bây giờ cũng khan hiếm chứ cũng không phải riêng cái kia. Hoa bây giờ khan hiếm dã man này. Hoa không ăn được thì ăn lá à? Đúng không? Không ăn được thì lá thì biết làm nào. Đây rồi, được thêm được đúng một cái quả berry. Từ lúc nãy giờ được đúng một quả. Đi vào xuống này. Thế chúng ta sẽ thêm 10 quả berry nữa để lấy cái coi à, lấy cái đùi gà cái anh em ạ. Nhìn cho nó hơi bị ngứa mắt nhờ, ngứa mắt dã man luôn ấy. Không phải ăn, không ăn, không có cái ô nào để mà ăn luôn ấy. Nhìn từ lúc nãy giờ không có một cái ô nào để ăn luôn, buồn ghê. Chỗ này cũng chẳng có cái ô nào để người ăn được này. Đấy, vừa nói xong mãi mới có một cái ở đây 4 này. Khó thế nhỉ. Map nó ra càng gọi là đây rồi, mãi mới được cái. Ăn may chó ngáp phải ruồi đấy. Đây hoa rồi anh em ơi. Ăn một cái hàng này đi cho nó nổ ra bớt đi anh em ạ. Chứ không nhìn nữa khó chịu quá. Ở dưới đẹp hơn này. Đỡ mất vài ô anh em ơi. Hoa đi. Ôi có cái 5. Ôi trời ơi, nó có cái 5 mà mình không lấy được kìa. Nghĩ mà cay nhỉ. Nó có cái ô 5 ở kia kìa. Buồn gớm. Mình thật sự luôn. Ok, tôi chỉ cần ăn thêm berry thôi. Ăn mấy vài quả berry thôi là tôi sẽ thắng rồi. Có 4 nè. Ăn tạm nè. Được rồi, berry xong rồi anh em ơi. Berry đã xong, cho được một cái Festival Foods. Cũng là tận 52 điểm rồi. Nhiều. Mở ra này anh em ơi. Một cái, cái đùi gà để đổi gì nhỉ. Sự kiện đùi gà ha. Đây à. Sự kiện Giáng sinh anh em ạ. 35 đùi gà đổi được ít nhất là 50 viên game ha. Vòng cổ, đây thừa đủ tất cả sẽ được một trong những con rồng này. Zinger Keeper Moondra Ghost. Rồi, thì chúng ta sẽ kêu nhé.